xuống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, người ơi làm người ở trên đời nhớ công ơn nuôi dưỡng.
mục nhiều thế, chuyên có tiết mục. Hello. Anh đi cà phê. Sumo, anh đi cà phê cho đỏ hơn quá. Có bình gì em hát à? Tiếng là bạn này. Trời. Thôi thôi, bây giờ lấy đi 11 giờ mấy rồi. Thôi để ăn xong rồi chúng ta có một đi bế mạng rồi hát tiếp. Bữa nay là mình nói bằng một chuối kia bố mẹ. Nhân dịp giỗ của ông Nguyễn Văn Thinh cũng là cha là ông của chúng ta. Đến dự buổi lễ hôm nay có mặt ông Nguyễn Văn Hồng đại diện chính cho nhà tổ và Nguyễn Thị Ngân đại diện phó nhà tổ. Đến dự có ông Lê Xuân đại diện chính lễ và Nguyễn Thị Cách đại diện chị gái, ông Nguyễn Văn Phù, ông Nguyễn Văn Chứa, ông Nguyễn Văn Dòng đại diện chị đo cha này. Và có bà Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Trinh là đại diện bên ngành giao thông, và Nguyễn Thị Linh nữa quên. Thưa toàn thể gia đình, thể theo nguyện vọng lúc sinh thời của tổ tiên, đứng đầu là ông Tân Thi và Hoàng Thị Sản. Nguyện vọng đó chính là phong trào quý của gia đình, được gọi là quý huyết học của gia đình. Nhưng vì lúc sinh thời cha mẹ ông bà của chúng ta chưa kịp lập ra thì Chúa đã cất các ngài về cùng Chúa. Vì thế chúng ta là những thành viên của nhà tổ này, chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành và tiếp tục để duy trì quỹ khuyến học này cho mỗi ngày còn tốt hơn. Quỹ khuyến học này ra đời nhằm mục đích khuyến khích con cháu bất kể trong đầu trong ngoài, trong tổ trong nhân đều được tham gia. Ngược lại, con cháu chúng ta phải hết sức hăng hái và tham gia. Vì khi tham gia, chúng ta phải phấn đấu, chạy đua để năm sau chúng ta sẽ có kết quả hơn năm nay. Có được như thế, tương lai về sau chúng ta sẽ tốt hơn. Tương lai chúng ta sẽ tốt hơn, sẽ thành đạt hơn. Được như vậy, tổ tiên của chúng ta sẽ rất vui. Đó cũng là những món quà to lớn và ý nghĩa hơn bất cứ những món quà nào khác để chúng ta dâng lên phần thưởng đầu tiên. Bù lại, chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng tùy theo học lực của chính bản thân, sẽ được khen thưởng tùy theo mức độ khen của nhà trường. Vì vậy, hôm nay quý khuyến học gia đình của chúng ta sẽ được giáng sinh. Bây giờ chúng tôi xin mời đại diện chính là bà Nguyễn Hồng Quý Văn Học sẽ lên phát biểu và chúng ta sẽ khai sinh cho nhà quý học bổng. Vẫn có ý nguyện để làm một cái quỹ để mà xây dựng cái thi đua cho các cháu học hành làm sao để tiến bộ, để sánh vai với các chi khác trong một tộc. Tộc của mình thì rất lớn nhưng mà chi của mình thì chi nhỏ nhất. Cho muốn để sánh vai được như vậy thì bác cũng chỉ muốn mong muốn thế này. Theo nguyện vọng của ông nội, ông ngoại và bố mẹ của mình trước kia, tôi cũng muốn nói đấy các là muốn nguyện vọng đó để có thể là cái quỹ để có thể là tranh giành cho các cháu học là cho phát triển. Hôm nay ông nội ông ngoại các cháu không còn nữa thì hôm nay bác và các chú các cô có thể là xây dựng lại cái quỹ này để bắt đầu xứng đáng để cho các cháu cố gắng học tập để sánh vai với tất cả các cái chi khác của tộc của mình. Thì của ít không nhiều, muốn bắt muốn là các cháu cố gắng
để làm sao để đừng được nhiều hơn con tính tổ tiên và bố mẹ chẳng cháu. Cho nên mọi người hôm nay có một ít phần quà bác phải khai trương, khai sinh để mà mở ra quý học bổng này để giúp cho các cháu cố gắng học này một tốt hơn và tiến bộ hơn. Hôm nay cầm những tấm bằng khen này bác phát cho cháu rất là vui, nhưng chưa được vui lắm, mặc dù các cháu vẫn phải cố gắng hơn nhiều hơn nữa. Nhiều cháu hôm nay có phần quà, nhiều cháu chưa có phần quà, các cháu sang năm cố gắng phát triển học cơ sở hơn để cố gắng làm sao để nhận phần quà của tổ tiên mình đã gây dựng chỉ đến. Thì bác sẽ khai sinh cái những quý của gia đình này. Xin mời anh Xuân. Xin mời anh Xuân và hai người nhận băng khánh thành. Các băng khánh thành. Ôi, vỗ tay. Xin mời anh Xuân. Cảm ơn các rồi. Kính thưa gia tộc đầu tiên, gia đình Hồ Nguyễn, Dương Hoàng Bằng, các ông bà, cô chú, chú bác, thành công toàn thể gia đình. Hôm nay, đêm ngày đó, ông bà tên công, các con, cháu nó, ông bà, lên thắp châu ngọn, ông bà, bố, nhân nhan thể hiện những lòng thành kính của bà con, đồng thời để tổ chức tặng không khí huyết học cho các cháu có cái điều kiện phấn đấu tu dưỡng rèn luyện cho các thế hệ mai sau, đồng thời cũng là nguồn động viên cho các cháu có cái ý chí vươn lên trong học tập và công tác. Thay mặt cho các con các cháu xin chân thành cảm tạ với lòng thành của viên tổ của Hồ Nguyễn, và đây cũng là một cái trách nhiệm của toàn thể các con các cháu đời này kế đời sau, và làm sao nó đưa cái Hồ Nguyễn đến mai ngang tầm với lại các họ khác và cũng là cái cảnh khác trong học viện. Thì nhân cái ngày khai trương cái quỹ huyết học thành phố Hồ Nguyễn thì bác có một vài ý kiến với các cháu hiện đang là người con thì cháu của cháu nó cháu hoa phố Hồ Nguyễn một số cái ý kiến thế này. Cái thứ nhất là hiện nay là đối với tuổi trẻ thì không có con đường nào tiến thân thành đạt bằng cái con đường mà nâng cao cái trình độ của mình. Ngoài cái rèn luyện đạo đức tác phong thì còn là cái trình độ văn hóa nó phải ngang tầm với nền thời đại của Việt Nam hiện nay. Cho nên cái mong mỏi của các bác, các chú, các con, các mẹ là mong các cháu phải thi đua, phấn đấu, làm sao đó học tập giỏi, rèn thật tốt để trở thành những con người cháu vừa có đạo đức, vừa có trình độ, vừa có chuyên môn để phục vụ cho bản thân, gia đình các cháu, phục vụ làm giàn giáo thêm
cái danh dõi của gia đình nội tộc và đồng thời là đóng góp một cái phần vào cái sự thành công và kiến thiết đất nước. Thì nhân dịp này bác chúc các cháu một năm học mới thành đạt, tất cả các cháu đều nỗ lực phấn đấu để giành được những cái thành tích cao nhất trong học tập. Và đến những ngày như thế này thì gia đình họ hàng các bác các cô các mâm tổ chức ngày lễ để mà phát quà thưởng cho các cháu, động viên các cháu tiếp tục học tập rèn luyện và phấn đấu để thành những con người có ích cho gia đình và cho xã hội. Bác chúc mừng các cháu. Bây giờ mời bà Nguyễn Thị Khánh lên trao giải cho Nguyễn Thị Thanh Tú. Mày sắp xếp lên chứ. Mời người nào được mời thì người đó lên. Đúng lên. Bây giờ mình không được cãi ban tổ chức chứ. Không được cãi ban tổ chức. Cái tổ chức hôm nay là học sinh tiên tiến. Tới buồn. Năm sau mày lấy được cái bằng chuyên giỏi nha. Rồi. Rồi, xin mời bà Nguyễn Thị Khánh về nhà. Xin mời ông Lê Xuân lên chào. Mời Hiếu, Nhàn, Minh Phong, Thư. Minh Phong, Thư. Sao vậy? Không biết. À, bé Thư à? Không biết là Hiếu. Đây, rồi. Hiếu, vô rồi. Dạ, vô đây rồi. Từ từ để quay phim chứ. Vỗ tay lên. Đấy. Cho anh vài cái nhà. Vỗ tay. Bắt tay bắt Xuân. Xin mời Nguyễn Sang Huy đại diện cho anh Duy Anh.
mình phải tổ chức cái khuyến học của cái lứa gà mình. Cái lớp trẻ nó đưa bác đặt cho mình. Xin mời em học. Cháu Nguyễn Duy Anh. Và đây là một phần quà thì giá 1 triệu đồng. Thiếu luôn ta 1 triệu, thiếu gì nữa. Đây 1 triệu, không có 1 triệu quá. Dạ, xin mời ông Nguyễn Minh Dương đi nữa. Lên trao cái giải là coi như là cái gì quê này.
và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Ao ước của chúng ta không làm được đâu. Không may mắn ấy mà không đọc được nha. Cái đó của đội cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Không, thì giờ nó, cháu nó có nói là bây giờ một năm nó về không được, thì giờ nó lại gửi cái quỹ này lại để con cũng dỗ cho bà nội hàng năm. Bà hai cũng nhận nhận chị. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Con khi dùng bữa ăn này, chúng con nhớ tới tất cả những người nghèo, những người làm nó bữa ăn này cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Rồi, chúc mọi người có một bữa ăn thật là ngon. À, con kính chúc ca sĩ, tất cả các em và các cháu thân mến, hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời của cháu Duy Anh từ Mỹ đi về. Thứ nhất, về thăm ông nội, bà nội, bác và các cô, chú trong toàn thể gia đình. Mở quan ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất của cháu bước vào ngưỡng cửa đại học ngành y của ông nội bà nội cháu khi sinh thời còn đang sống. Hằng mong ước nhất để đáp ứng lại nhu cầu này, hôm nay cháu bước chân về đây, gia đình bác bố mẹ cháu và các chú các cô long trọng làm bữa tiệc này mừng cho cháu ngày hôm nay. Hôm nay ông bà nội cháu không còn nữa. Theo ý nguyện này từ trước đến giờ, ông bà nội cháu rất thầm mong ước là đời của con, của cháu làm sao có một đứa đậu vào đại học y dược để cứu dân đồ thế.
mà hôm nay đời cháu đã tạm biệt ông nội bà nội xứ Sư Vàng cũng vui vẻ và thoải mái, và cũng thế là toàn nguyên theo ý của ông nội và đời cháu. Hôm nay bác nối lại những cái lời ước nguyện đó của ông nội và đời cháu. Bác chúc cho cháu làm sao cố gắng đem hết sức mình học cho thật giỏi để đáp ứng lại nhu cầu và tâm nguyện của ông bà nội cháu hằng mong ước. Cuối cùng con xin kính chào tất cả các em, các cháu vui một bữa tiệc thật vui, tràn đầy hạnh phúc. Xin hết. Dạ con chào cha. Là con không biết nói gì nhiều hơn nữa, là tại con thấy cái này là rất là quý, là ông bà nội, ba mẹ với lại gia đình đã tổ chức cho con một bữa tiệc này. Con cũng muốn là cảm ơn ba mẹ, các bác, các cô, các chú, các dì, các anh chị cũng như là mấy em đã dành một chút thời gian tới dự bữa tiệc của con. Con xin cảm ơn nha. Con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con dơ bờ vô bờ. Khơi dạt dào nhớ những đêm lạnh giá trao con sưởi ấm trong lòng, nhớ những ngày con ốm đau mẹ thương con thức